Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ sáu thứ bảy hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VION. Chỉ là cơn gió lay làm chiếc lá vô tình bay bay, ao mộng xưa có hay gieo ân oán hận thù lâu nay. Đoạn đường đi phía trước chẳng còn ai, chẳng còn ai bên, đến khi ngoảnh lại mới thấy người mình không quên. Cứ yêu thương đi, cớ sao lòng bao suy nghĩ. Tôi nghe nói là ông cho dừng chuyến hàng đó rồi đúng không? Đó không phải là chuyện của anh. Rất tiếc đó là chuyện của tôi, bởi vì tôi được hưởng lợi nhiều từ nó. Tôi không quan tâm. Nhưng tốt hơn hết, anh nên kiếm tiền bằng việc khác đi. Nhưng tôi thì lại rất quan tâm. Ông xem đoạn clip này đi. Vậy? Tại sao lại ma túy vậy? Nếu như đoạn clip này được chuyển tới tai của đội phòng chống buôn lậu thì biết số phận của anh như thế nào rồi. Nhưng đây là cái clip ông với ông Tấn đã lừa tôi. Cũng kể từ đó tôi mới làm theo mọi kế hoạch của mấy người. Ông đừng có than vãn nữa. Ông đã từng hưởng lợi từ nó rất nhiều rồi, có đúng không? Mình có thể nhờ công an tìm ra chủ nhân chiếc điện thoại này được không ta? Mà lỡ như con trai mình gọi nữa thì sao? Mặc chủ của chiếc điện thoại này gọi lại thì mình cũng sẽ biết thằng Huy mình đang ở đâu mà. Alo, giờ tôi nghe. Ủa, ai bên đầu dây vậy? Dạ, tôi là người nhặt được cái điện thoại này. Cô biết chủ nhân của nó hả? Tất nhiên là biết rồi. Cái điện thoại này là của con dâu tôi. Cũng may là chị nhặt được. Đó, ai chị à? Chị cho tôi xin địa chỉ nha. Tôi cho tài xế tới nhận điện thoại về. À, dạ khỏi cần. Để tôi đem đến cũng được mà. Bởi vì tôi muốn gặp chủ nhân nó hỏi vài câu. Dạ được. Dạ, khu biệt thự mới thành phố Vũng Tàu. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, dạ tôi biết rồi. Dạ.
Alo, tôi nghe đây. Những gì cậu nghi ngờ là đúng. Tôi thấy ông Trọng đang đi với ông Thăng. Như vậy là tụi nó chung một xuồng rồi. Tôi biết ngay là ông Trọng có liên quan vụ này mà. Xong rồi nè mẹ. Minh Hoàng ăn cơm nè con. Dạ thôi khỏi, con không đói. Không đói cũng ăn một chút đi cho nóng nè. Ông Trọng đâu rồi mẹ? Có chuyện gì vậy con? Ông chồng yêu quý của mẹ đâu? Chuyện gì bình tĩnh nói cho mẹ nghe. Tại sao giờ này ông chưa về? Mẹ nói là bình tĩnh lại nói cho... Con hỏi mẹ tại sao ông chưa về? Con ăn nói chuyện gì vậy? Hồ đồ! Hả? Mẹ biết con không chấp nhận cuộc hôn nhân của mẹ. Nhưng mà dượng của con như là ba vậy đó. Mà sao khi ông này ông kia ông nọ? Ông không phải là ba của con. Chính ông là người đã chia cắt con và ba đó. Anh Hoàng à, con nói cái kiểu gì vậy? Con quên rồi sao? Con có nhớ là cái năm đó mẹ con mình đến thăm chỗ ba con mất. Lúc đi qua đường để lên xe về, nếu như mà không có dượng cứu con thì xe đã tông con chết rồi. Bình tĩnh lại, con còn cảm ơn dượng con nữa mà. Con đã quên hết rồi. Cái gì? Thật sự con đã quên hết rồi. Tất cả những chuyện đó đối với con bây giờ không còn ý nghĩa gì hết. Anh Hoàng à, anh bình tĩnh đi. Anh có biết là anh đang làm mẹ buồn không? Anh đang rất bình tĩnh. Mẹ thất vọng về con quá. Con đúng là vô ơn. Con có biết là lúc đó không những dượng cứu con mà cứu luôn cả mẹ. Nếu như mà con không, con không còn sống trên cuộc đời này thì mẹ có sống nổi đến ngày hôm nay không? Hả? Dạ cảm ơn anh. Chào chị. Chào chị. Tìm ai à? Dạ tôi muốn tìm cô con dâu trong nhà này. Có việc gì không chị? Dạ tôi muốn trả lại cổ cái điện thoại này. Vậy thì chị đưa đây để tôi đem vô nhà cho. Dạ thôi khỏi à, tôi muốn đưa tận tay cổ. Thì chị cứ đưa đây đi, rồi chị để lại số điện thoại ở đây, rồi cổ sẽ gọi lại cho chị sau được mà. Dạ tại vì tôi có chuyện riêng muốn nói với cổ. Nhưng mà bây giờ thì ở trong nhà đang chuẩn bị ăn tối rồi. Dạ, tôi chờ được, không sao đâu. Vậy thôi, tùy chị. Mời chị vô sân ngồi đợi nha. Dạ, cảm ơn anh. Ông mới chính là người vô ơn đó mẹ. Ông chẳng nhận cướp vợ bạn mà còn giết ba con nữa kìa. Con đang nói cái gì vậy? Mẹ hoàn toàn không hiểu con đang nói cái gì. Mẹ, ý của anh Hoàng là nếu bà còn sống thì mọi thứ bây giờ sẽ không thuộc về người khác. Nhà Lan, em cứ để cho anh nói cho mẹ nghe hết hôm nay đi. Được rồi thì nói đi. Con cứ nói hết ra đi. Mẹ đang không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà mẹ muốn nói với con một điều. Tất cả những gì dượng làm là yêu mẹ và yêu con. Mẹ à, mẹ đừng có binh động nữa được không? Người... Mẹ đã bị ổng làm cho mụ mị rồi. Mẹ không còn biết đúng sai là gì nữa rồi. Mẹ đã ở kế một con quỷ đó. Con nói cái gì vậy? Mình ơi. Là con à? Chị lại. Đúng là con rồi. Con thì con sống mà. Này là con. Chị cái con. Kìa hả? Kìa bà ơi. Cô ơi. Cô Minh Hoàng. Anh đã tại sao anh ta lại gọi con là Minh Quy? Mẹ. Chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ tỉnh lên đi mẹ. Mẹ ơi. Minh Hoàng ơi, chuyện gì xảy ra vậy con? Bà ta mẹ. Là ai vậy con? Mẹ. Hai đứa.
Mà ta là ai mẹ? Có cần đưa vô bệnh viện không anh? Mẹ có sao không mẹ? Mẹ nghe cô nói gì không mẹ? Mẹ ơi! Trả lời cho mẹ biết đi, chuyện gì xảy ra, bà ta là ai? Đây là người mà anh Hoàng đã giúp khi đi thiện nguyện hơn cả năm nay. Giúp thì tại sao lại kêu bà ta là mẹ? Hả con? Mẹ ơi! Mẹ nhìn con đi, mẹ có nghe con nói gì không mẹ? Mẹ tỉnh lại đi mẹ! Mẹ ơi! Cảm ơn trời, cuối cùng mẹ tìm được con rồi. Để con đưa mẹ ra ngoài cho thôi. Con à? Dạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy mấy con? Con sẽ nói sao? Chuyện gì vậy hai đứa? Nhận lại chuyện gì xảy ra vậy? Con giải thích cho mẹ biết đi, chuyện gì xảy ra vậy? Sao nó lại khi bà ta là mẹ, rồi bà gọi nó là con? Chuyện không có gì đâu mẹ. Sao mà không có gì con? Hả? Con đã nói với mẹ rồi, dì ấy là người mạnh quà đã giúp bấy lâu nay thôi. Giúp thì giúp chứ, từ hồi xưa tới giờ nó chưa bao giờ gọi người dưng là mẹ. Mẹ mang sữa lên cho con nè. Đăng Thanh ơi, con à. Làm điều dây dầu mà con ơi, tỉnh lại đi. Đăng Thanh à, đừng bỏ mẹ. Đăng Thanh, sao con dậy giờ không vậy? Tỉnh lại đi con gái ơi. Anh Huy, mẹ gặp được con mẹ mừng lắm. Vậy thì khỏe hơn chưa? Mẹ khỏe. Con đi đâu mấy lâu nay vậy? Mọi người nói mẹ là con chết rồi, mẹ không có tin. Mẹ nhớ con lắm, con biết không? Con cũng biết nói sao vậy. Cảm ơn trời có con sống, con về với mẹ rồi. Tại vì... Vì sao? Vô lý lắm. Con của dì ấy mới bị mất. Con là... chết trẻ hả? Vậy nên dì ấy lúc nào cũng bị quan tưởng anh Hoàng là người con đã mất của dì ấy. Chuyện chỉ có vậy thôi mẹ. Ờ. Thôi con ra ngoài xem sao đã. Thật sự là... Chuyện gì con nói đi mẹ nghe nè. Con... Nói đi con. Con phải Minh Quy. Nói cái gì vậy? Con phải con gì? Con là Minh Quy mà. Nếu con không phải Minh Quy, sao con lại giống Minh Quy như vậy? Con giận mẹ hả? Con là Minh Hoàng. Con là anh em sinh đôi của Minh Quy. Tụi con bị thất lạc nhau từ nhỏ. Giờ con vẫn sống đây đó giờ với mẹ con. Con biết chuyện này làm gì đau lòng, nhưng đó là sự thật. Giờ con xin lỗi. Không phải. Không phải. Con là Minh Huy mà. Xong. Ông Trọng đã chịu ký giấy tờ. Tốt. Hy vọng lần này tôi sẽ không bị ăn quả lừa. Hắn không dám giở trò gì đâu. Sau khi xem đoạn video bằng chứng đó. Có tin tức gì của thằng cha Vũ không?
tôi vẫn đang cho truy tìm. Phải theo dõi luôn cả thằng Hoàng nữa. Chắc chắn chúng sẽ còn gặp lại nhau. Tôi hiểu rồi. Chiều giờ dì Bảy có thấy mẹ con đâu không? Mẹ đâu mà tới giờ này chưa thấy về nữa. Cả nhà con đang lo lắm nè. Dạ, con cảm ơn dì. Dì Bảy nói là cả ngày nay dì Bảy không thấy mẹ đâu hết á. Cái bà này, đêm hôm khuya quá, đi đâu không biết nữa. Có khi nào, trời ơi, lỗi mẹ gặp chuyện gì xui xẻo không trời. Hay là mình đi báo công an đi. Hồi sáng này á, bà bị xỉu trong chợ, xong cái người ta gọi cho ba, ba tới ba coi bà làm sao. Bà cứ một hai bà nói là bà gặp thằng Huy, không biết trong đầu bà nghĩ cái gì nữa. Rồi chết rồi, lỡ mẹ xỉu như vậy giữa đường nữa rồi làm sao ba? Thôi bây giờ anh đi vòng vòng vô các bệnh viện anh kiếm, còn em thì đi báo công an nha. Bà về kìa. Cái bà này. Mẹ đi đâu vậy? Mẹ có biết là cả nhà tìm mẹ quá trời. Anh ơi, anh ơi, anh đi đâu vậy anh ơi? Anh ơi, đúng là anh ơi. Thảo An à? Mẹ ơi, đây không phải là anh hai của con đâu. Anh hai mà. Mẹ. Xin lỗi, tôi không phải là anh hai của cô. Sao giống nhau y đúc vậy? Mọi người, bác sĩ cứu con tôi nhé. Bác bị làm sao? Đổ hết lọ thuốc này nè, nó đang mang thai đó. Tôi biết rồi, người nhà đứng ở đây đi, cô bình tĩnh đi, có gì tôi sẽ báo sau. Đừng có chuyện gì xảy ra nha con. Công nhận nhìn anh y như là anh hai em vậy. Thì sinh đôi mà, không giống nhau sao được. Cậu thiệt giống hệt như con trai của tôi, ngay cả cách ôm cũng giống nữa. Dạ thì con cũng thấy là giống mẹ con lắm. Nè. Hả? Hồi sáng bà nói với tôi là bà gặp Minh Huy, là cái cậu này đó hả? Hồi sáng có đi chợ không? Dạ có. Hèn chi bả. Công nhận mọi chuyện này do trời sắp đặt. Nếu cô Nhã Lan không rớt điện thoại tôi nhặt được thì đâu gặp được cậu Hoàng đấy. Em xin lỗi, nãy em cứ tưởng anh là anh Huy thiệt nên là... Không sao đâu em, chuyện nó bình thường mà. Anh đang rất là vui khi gặp mọi người á. Đây cũng có thể là cái duyên mà Minh Huy để lại cho con, đúng không? Anh, thôi bây giờ cũng trễ rồi, mình về thôi anh. Với lại để cho gia đình còn nghỉ ngơi nữa. Hay là không ấy, hai đứa tối nay ngủ lại qua đêm ở đây đi. Dạ thôi, để tụi con về. Con hứa là con sẽ quay lại thăm dì nhiều lần hơn nữa, nha. Khi nào rảnh hai đứa con nhớ quay lại thăm dì thường xuyên. Nhưng mà tối nay hãy ở lại đây đi mà. Con sợ là như vậy thì mẹ anh Hoàng sẽ rất là lo lắng.
với lại mẹ chồng con cũng chưa biết anh Huy đã từng sống ở đây với gì. Vậy thì con đừng nói chuyện này cho bà ấy biết, để bà ấy đừng chịu đựng nỗi đau mất con thêm một lần nữa. Không có người mẹ nào chịu đựng nỗi đau này đâu. Đau, rất là đau. Nhớ nha, đừng nói nha con. Dạ con xin lỗi. Tại vì con xúc động quá. Con cảm thấy Minh Huy thật may mắn khi có mẹ như vậy. Vậy thì tối nay hai đứa con cứ ở lại đây đừng ngại. Vì nhường phòng gì cho hai đứa con nha. Dạ, tụi con cũng không muốn làm phiền gì nữa. Tụi con xin phép. Phiền cái gì chứ? Cậu Hoàng đây là em của Minh Huy. Cậu đến đây mọi người đều vui. Nếu thằng Huy nó còn sống, nó chắc chắn muốn cậu sẽ ngủ lại đây đêm nay đó. Dạ, thôi để tụi con ở lại. Nhưng mà dì cho con ở phòng Minh Huy được không dì? Được, phòng nào cũng được hết á. Con, đi dọn phòng đi. Đi con. Dạ. Nè. Dạ. Tôi thật sự không thể nào tin nổi. Thằng Minh Huy á, nó lại có một người anh em song sinh giống nhau y đúc đến như vậy. Dạ, con xin phép. Em uống rượu một mình hả? Anh về rồi hả? Thằng Hoàng làm em buồn sao? Em không hiểu tại sao nó lại có thái độ đó đối với anh. Không sao đâu, em đừng có căng thẳng quá. Từ lâu anh đã quen rồi mà. Nhưng mà em đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ giữa anh và Hoàng mà. Em không thể thay đổi được nó đâu. Quá trễ rồi. Nhưng anh thấy cũng không sao đâu. Có lẽ anh nói đúng. Mà sao hôm nay về trễ với anh? Không báo em biết một tiếng. Anh có một số việc cần giải quyết công ty nên anh về trễ thôi. Anh xin lỗi nha. Thôi được rồi, để anh uống với em ha. Anh riêng cùng tôi hả? Đâu cần thiết phải làm vậy. Chỉ cần anh ký vào hợp đồng này thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Đây là phòng của anh hả? Ừ. Giờ em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới đất cho. Anh. Cảm ơn em. Con đang làm gì Minh Huy? Minh Hoàng. Dạ con làm rớt cái mền.
em cẩn thận nha. Dạ. Hai đứa con chưa ngủ hả? Không mấy con qua phòng Thảo An ngủ cho rộng nha. Dạ không sao đâu bác. Dạ tụi con ổn. Vậy thôi, hai đứa ngủ ngon nha, ngủ sớm đi. Dạ dì Tư ngủ ngon. Chúc bác ngủ ngon. Nhưng mà... Nè, khoan, lỡ như bác quay lại thì sao? Thôi anh ngủ ở giường luôn đi. Anh không ngủ được hả? Anh đang rất sợ. Sợ gì? Anh sợ anh không tìm ra được hung thủ để giết ba và Minh Hoàng. Anh sợ tất cả những gì mình làm đều trở nên vô nghĩa. Yên tâm đi, em tin anh sẽ vượt qua được trở ngại mà. Cảm ơn em. Mày ngủ thôi anh. Em ngủ ngon. Dậy từ hồi nào vậy? Anh mới dậy. Mà mùi gì vậy ta? Mùi bánh tét mẹ anh đang chiên á. Để anh ra coi ha. Dì Tư nấu cái gì mà thơm quá vậy? Dì nấu mấy món cho vợ chồng con ăn sáng. Có canh hủ qua không dì? Có chứ con. Cái này hả? Ủa, lâu lắm rồi con mới được ăn món này hả dì Tư? Con cũng thích món canh hủ qua hầm này hả? Dạ, tại vì... Sao dì nói nhiều món ngon quá vậy? Dì làm có mấy món, có gì đâu mà nhiều con. Đêm qua tụi con ngủ có ngon không? Dạ, ngủ ngon lắm. Hai đứa cưới nhau được bao lâu rồi? Tụi con... Làm thăm ạ. Rồi, có con cái gì chưa? Dạ chưa. Vậy mau tính chuyện của em bé đi. Bởi vì con cái chính là sợi dây gắn kết thiêng liêng lâu dài của hai vợ chồng. Giống như vậy nè, chính vì có con mới giữ chân vị với ông Tư tới giờ đó. Dạ, tụi con cũng tính rồi. Hai em. Thôi để con phụ dì nha. Thôi,
có gì đâu, để dì làm cho. Từ để vợ con làm. Cái này mình bưng vô luôn hả dì? Con có điện thoại. À không. Dạ. Có chuyện gì vậy anh? Bây giờ mình phải đi gấp rồi. Đang Thanh uống thuốc tự tử. Cô ấy có sao không? Anh không biết. Bây giờ cô đang trong bệnh viện. Dì Tư ơi, giờ tụi con phải đi. Ủa, tụi con chưa ăn gì mà sao lại đi? Dạ con xin lỗi, tại con có việc gấp. Gấp vậy cũng phải ăn miếng đi nha. Nhưng mà dạ, công ty đây có việc cần giải quyết liền ạ. Dạ. À, thôi nếu việc công ty thì tụi con đi đi. Nhưng mà hôm nào rảnh á, hai đứa nhớ qua anh lại thăm dì Tư nha. Dạ dạ, con hứa. Tụi con xin phép đi ạ. À. Giờ anh sẽ chở em về nhà trước. Rồi anh tới bệnh viện sau. Để em đi cùng với anh. Thôi, em ở nhà đi. Anh không muốn họ xúc phạm em nữa đâu. Em buồn vì chuyện này đủ rồi. Có vẻ như tình yêu của Đăng Thanh dành cho anh Hoàng là rất nhiều. Ừ. Giờ anh phải chịu trách nhiệm vì chuyện đó đây. Mình đi thôi. Quang. Cô, Đăng Thanh sao rồi cô? Cũng may là đứa bé nó không sao đó. Mày thế. Ủa mày sao Đăng Thanh lại làm chuyện dại dột vậy cô? Bây giờ tôi và cậu phải túc trực bên cạnh nó mọi nơi mọi lúc. Không được để nó một mình. Dạ, con biết rồi. Cậu phải có trách nhiệm trong chuyện này. Nhất là đứa bé trong bụng. Nó là con của cậu đó. Chuyện này thì cô cứ yên tâm. Con đã hứa với Đăng Thanh là sẽ làm mọi điều tốt nhất cho đứa bé này rồi. Điều tốt nhất cậu làm cho đứa bé là phải thương mẹ nó thật nhiều. Biết chưa? Dạ. Con xin phép. Đăng Thanh, em làm sao vậy? Anh biết rõ sao còn hỏi chi nữa. Em à, trong tình yêu chuyện chia tay nhau là chuyện bình thường mà. Không lẽ đối với em nó khó chấp nhận như vậy à? Không phải khó chấp nhận mà là không thể. Anh biết là em yêu anh mà. Yêu anh hơn bản thân mình, yêu đến nỗi phản bội bản thân mình nữa. Anh xin lỗi. Thật sự em rất xin lỗi. Con à, tại sao con lại cố nhẫn nhịn như vậy hoài hả con? Ý mẹ là anh Hoàng hả? Mẹ thấy không đáng đâu. Mẹ đừng nói thêm nữa được không? Mẹ phải nói. Con nhìn lại mình đi. Thì xưa con vui vẻ hồn nhiên ra sao? Còn bây giờ con ra sao chứ? Con xin mẹ đó. Mẹ đừng nói chuyện này nữa được không? Nhưng thằng Hoàng nó chỉ làm khổ con thôi. Nó đã có người phụ nữ khác rồi mà con. Bây giờ con phải sao đây? Mẹ muốn con phải ly hôn hay là muốn cuộc sống của con sau này sẽ như ba với mẹ bây giờ? Con còn trẻ, con có thể làm lại từ đầu. Rồi đây con sẽ có hạnh phúc mà. Nhã Lan nó không còn con nít nữa. Chị làm ơn đừng có xen vào chuyện của nó. Chị hãy để nó tự quyết định cuộc đời nó đi. Nhưng tôi là mẹ nó, hơn ai hết tôi hiểu hết tất cả mọi chuyện. Rồi sau này tương lai của nó sẽ ra sao? Vậy chứ ông Tấn chồng của chị đã từng ngoại tình nhiều lần, mà tại sao chị vẫn chấp nhận? Chị tha thứ cho ổng, chị không ly dị đi mà bắt con gái của chị phải ly dị. Chị à, là vì lúc đó tôi đã có thai và tôi không muốn con gái tôi không có cha. Hơn nữa, ông Tấn nhà tôi chưa bao giờ làm cho người phụ nữ nào có thai hết. Chưa bao giờ à? Hay là đã từng bắt ép người ta phá thai như là bắt ép Đăng Thanh? Ông Tấn làm như vậy là chỉ vì muốn bảo vệ Nhã Lan mà thôi. Chị nghĩ đi, thằng Hoàng bây giờ nó đã có người con gái khác và nó đã làm cho Đăng Thanh có thai. Tại sao nó lại muốn neo lại cái hạnh phúc này? Nó có hạnh phúc không? Tại sao nó không muốn ly dị chứ?
đó là chuyện riêng của tụi nó. Nếu như bây giờ con Đăng Thanh nó sanh ra thì không còn là chuyện riêng nữa, lúc đó mọi người sẽ nhìn con gái tôi là sao hả chị? Con không quan tâm ai nghĩ gì, và tụi con cũng sẽ không chia tay, nên hai mẹ không cần cãi nhau vô ích nữa. Con quyết định như vậy là sáng suốt đó. Con xin phép lên phòng. Nhã Lan, Nhã Lan, Nhã Lan à. Nhưng mà em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Rồi, hôm nay cô Đăng Thanh thấy trong người mình như thế nào? Tình hình của cô cũng khá ổn. Cô thấy mình xuất viện được chưa? Ừ, tôi ổn rồi. Tinh thần của cô ấy khá là yếu, nên mong là người nhà để mắt cẩn thận, đừng để tình trạng này xảy ra một lần nữa. Dạ, đây là bà của đứa bé à? Tôi đây. Anh là ba của đứa bé hả? Chị mong anh để mắt kỹ tới hai mẹ con của cổ. Xảy ra một lần nữa là rất nguy hiểm cho tính mạng của cả hai đó. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Cô cố lên nha. Hãy sống vui vẻ tích cực và để tinh thần mình lạc quan lên. Có cần chuyện gì á thì cô cứ gọi điện thoại trực tiếp cho tôi. Ừ. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Tôi xin phép. Hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân chị cần thôi em. Dạ, hồ sơ bệnh án những bệnh nhân mà bác cần đây. Dạ, có tên sao? Con xin phép đi lấy thuốc trước. Xin ông trời giúp cho con tìm được hung thủ giết cha và Minh Hoàng càng nhanh càng tốt. Ủa? Anh Hoàng về rồi mà. Cậu ấy có việc gấp nên về đi con. Mẹ, mẹ đừng có hy vọng là người ta về đây ở luôn á nha. Nghĩ vậy rồi lại thất vọng nữa. Mẹ biết, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, mẹ y như định thấy anh hai con vậy. Giống như anh hai con đang ở đây vậy. Con cũng thấy vậy, nhưng mà mẹ không ai có thể thay thế được anh hai mà. Ủa? Sao về không thấy xe hơi của Hoàng đâu hết trơn vậy? Người ta về rồi ba. Trời ơi, sao không giữ lại? Trời ơi, ba mua mớ mồi về nhậu ăn mừng mà. Không lẽ giờ nhiêu đây ba nhậu mình sao? Ông tranh thủ quá ha. Mua mồi tự ăn tự nhậu mình đi. Nhậu vô cố vô tắt tiếng luôn. Kệ tôi, lỡ rồi giết mình luôn. Cảm ơn. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Có chuyện gì vậy? Về chuyện tương lai của con gái và cháu ngoại tôi. Hay là cậu muốn trốn tránh chuyện này? Không, con không bao giờ muốn trốn tránh bất cứ điều gì cả. Thì con muốn nhắc cô biết, đó là chuyện riêng của con và Đăng Thanh, mong cô hiểu cho. Trước sau gì thì cậu cũng phải cưới con gái tôi thôi. Tôi
còn sợ đâu, đưa tôi ký. À, phải vậy chứ. Tôi biết ông là người kêu ông Thăng hăm dọa tôi. Tại tôi nói nhẹ nhàng, anh đâu có chịu nghe. Hôm nay á, ông có thể khiến tôi im lặng, nhưng ông nên nhớ là giấy không gói được lửa đâu. Đừng có đụng với lửa. Mà anh là người tạo ra lửa chứ ai. Ông nên nhớ, nếu tôi chết, ông cũng sẽ chết theo thôi. Kiềm chế được bản thân mình. Nếu tìm thêm được bằng chứng mới, chắc tôi xử đúng luôn quá. Cậu bình tĩnh đi. Tôi sẽ bắt thằng cha Thăng khai ra kẻ chủ mưu đứng sau lưng vụ này lại. Vậy thì mình làm liền luôn đi. Bắt ông khai ra hết. Không, không được như vậy. Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm. Chính tôi sẽ là người giải quyết chuyện này. Nhưng cậu cứ chờ đi. Thiệt lòng là ba không có muốn con tiếp tục cuộc hôn nhân này. Nhưng mà dường như con rất quyết tâm. Con rất quyết tâm. Nếu con đã tin tưởng nó như vậy rồi thì ba cũng không có ép con phải ly dị nữa. Nhưng mà sau này nếu có đủ ý cũng không sao. Ba vẫn sẽ luôn ủng hộ con. Còn chắc. Sao? Chuyện gì? Đúng là thằng Hoàng lại đi gặp thằng Vũ. Chắc chứ. Chắc. Bây giờ muốn tôi làm gì nữa? Đừng làm gì hết á. Cứ yên vậy đi nghe. Con còn cái gì muốn nói với ba nữa không? À, dạ không ba. Thôi ba làm việc tiếp đi nha. Con xin phép ra ngoài. Ngày trời bừng nắng để tôi cảm nhận còn đó yêu thương, nó đã mất đi theo ngày đông u ám. Nắm lấy đôi tay của tôi, khoảng cách sẽ không còn quá xa xôi. Hẹn nhau một ngày, hãy đến ôm tôi ngày trời bừng nắng, sưởi ấm lòng tôi lạnh giá lâu nay. Để qua môi tôi nụ cười rạng rỡ, thế giới tôi vẫn thường mơ. Ở xung quanh tôi đầy ấp yêu thương, ở đó những con tim. Hãy đến ôm tôi ngày trời bừng nắng, sưởi ấm lòng tôi lạnh giá lâu nay. Để qua môi tôi nụ cười rạng rỡ,